Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại. Thì hôm nay là ngày thứ hai mình ở Scotland mọi người. Hôm nay mình sẽ đi dạo ngắm cảnh đẹp ở gần cái chỗ mà mình thuê khách sạn đó. Mời mọi người cùng đi với mình nha. Cậu đẹp không chị? Wow, it's beautiful, look. Ở đây có cái cầu đi bộ cho mọi người ngắm cảnh nè các bạn. Rồi chị đi đi, chị đi đi. Chị say hello. Ở trên đây là cái đầu nguồn của cái hồ ở đây nè các bạn. Đây là cái đầu nguồn luôn nè. Ơi con. Chị nó chạy kìa. Nhìn ra ngoài đây cái cảnh ở đây đẹp quá ha mọi người. Giống như là một cái dòng sông á, nó chạy ra ngoài kia. Nhưng mà ở đây ngay cái đầu nguồn của cái hồ này nhưng mà có rất là nhiều rác nè mọi người thấy không? Rác có thể là người ta xả rác hoặc là có thể là do cái nước á. Cái thủy triều lúc mà nó dâng lên á thì nó sẽ đẩy cái rác về cái đầu nguồn này nè, tất cả nó đều chạy lên cái đầu này hết, cho nên nhìn ở đây nó không có được sạch cho lắm. Cảnh đẹp quá mà tiếc ha. Sáng hôm nay trời cũng nắng rất là đẹp. Sáng sớm là đã có rất là nhiều người đi leo núi rồi đó các bạn. Tụi nó đang cằn nhằn kìa. Kêu là rác nhiều quá, mọi người không có ý thức, không có để rác đúng nơi. Quăng tùm lum á, rồi nước nó dâng lên, nó tràn lên trên bờ trên đây. Hơi gió mạnh quá. Gió mạnh cho nên hơi lạnh nha mọi người. Chị có lạnh không con? Honey look. Trời gió, cái cây này nó chốc cốc luôn rồi nè mọi người. Mà sao cái cây này nó không có cái rễ cọc, không có rễ cọc luôn, nó không có ăn sâu xuống đất mà nó chỉ nằm ở trên mặt đất thôi, cho nên là nó gió cái nó bị chóc luôn rồi. Gió mạnh quá, ngựa ngựa đi trên này mà nó chặt chân, nó gớt xuống kia một cái là tiêu luôn. Let go honey. Bây giờ mình sẽ quay lại bãi xe để lấy xe đi đến điểm khác nha mọi người. Ở đây mình thấy cũng có mấy cái băng ghế để cho người ta ngồi đây nè. Thấy có chỗ để nướng barbecue nữa kìa các bạn. Vậy mình sẽ đi bộ xuống đây, ra xuống ở cái bờ hồ nha mọi người. Có mấy anh này đang đi lượm rác nè. Trời trong xanh. Ôi, ở ngoài đây người ta cũng đi đông quá nè. Có nhiều người chèo thuyền kìa các bạn. Nước trong quá. Cái bãi này, cái bãi biển này có nhiều đá. Có nhiều đá nhỏ 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 đó, sỏi đó. Cho nên là nước nó trong vắt luôn. Ở biển cũng có vịt nữa nè các bạn. Cái gì con? Oh, sorry. Trời, cái con gì kìa chị? Con vịt bự quá, con ngỗng kìa chị ơi. Đi lại đây, nắm tay mẹ đi. Nước ở đây rất là, mặt hồ rất là tĩnh lặng luôn. Get the boat kìa. Chị cái lúc kìa. Chị lúc over there. Look, there's a little duck coming, look. And he got it, so wet. And he got it, look. Oh!
Thank you. Thank you. Okay, we'll go down here first and then we'll come back later. 50 on there, then come with the one with the sprinklers. Oh, yeah. Trời, bây giờ trong xanh luôn mọi người. Ở đây có một cái ngôi làng. Bây giờ mình đi nữa, mình đi tiếp nha. À, đi quẹo qua đây. Wow. Mới sáng là đòi ăn kem rồi đó. Thấy cái xe kem ở đây. Cái đây là giống như hồ chứ không phải biển, cho nên là nước rất là tĩnh lặng luôn. Ở bên đây có cái bến ngoài kia. Chị thấy núi không? Cái đó là cái gì, gọi là cái gì á? Mountain. Mountain, mountain là núi. Núi mountain. Chị nói núi. Núi. Núi hả? Còn này là cái gì? Dock. Dưới đây nè. Hồ. Hồ. Hồ là cái gì? Ở dưới hồ có cái gì á? Water. Water là nước. Nước. Chị nói nước. Nước. Trời ơi, là ăn không? Cho mẹ ăn miếng nữa. Big one. Ăn nhiều nha. Bự hay nhỏ? Big one. Only a big. No, mẹ muốn a lot. Okay, mommy. Thank you. Ngon quá. Mấy chó nó nhìn giống chó sói đó mọi người. Nó cao lớn với lại cái lông với cái mặt của nó đó. Nhìn giống giống chó sói ha. Chị nó đã đi trước, nó bỏ luôn. Chị không đợi mẹ hả? See, we can see some fish. Over here, look. Stand by, Daddy. Sorry, Daddy. Daddy, hold you. Daddy, hold you. Chị Chi nó sợ nước cô chú. Không có thích đi vô hồ bơi mà cũng không có thích mấy cái trò mạo hiểm nữa. Rất là nhát luôn. Đẹp không Chi? Thấy đẹp không? Đẹp không? Chi nói đi, đẹp quá. Yeah. Come on. Chị nó đứng đó nó không chịu đi luôn kìa cô chú. Come on con. Come on, babe. Ở phía bên đây có nhà thờ nè mọi người. Không muốn ngồi ở đây hả? Ok, rồi chứ ngồi đi. Bây giờ mình sẽ đi bộ lên tham quan cái nhà thờ này nha mọi người. Chị big girl. Chị lớn rồi hả? Chị not baby no more. Rồi đi vô nhà kia. Oh, chị big girl, ok. Mình biết rồi. Oh yeah. Ở bên đây mình thấy nhà thờ nào ở xung quanh phía bên ngoài là cũng có rất là nhiều mộ các bạn. Mộ ở xung quanh nhà thờ nè. Đi con. Đừng có. Ờ mày biết rồi. Ừ đi. Đừng có đụng vô đó nữa. Nhà thờ ở bên đây rất là đẹp nha mọi người. Ở bên trong á mấy cái cửa kính đó, là có hình này hình kia, hình cửa kính màu rất là đẹp luôn á. Mà ở đây hôm nay đã đóng cửa rồi, không có đi vô được. Đây là xung quanh cái nhà thờ này. Cửa đã đóng rồi, không có mở cửa. Thì mình đi ra cái đường này, cái cổng cũng đẹp nữa. Chị thấy đẹp không? Đẹp quá. Đây là cái ngôi làng ở đây nè. The village. The small village. Cái ngôi làng nhỏ xinh. Ở dưới núi. Ở dưới núi này giống như đây giống như là thung lũng. Ở trên cái núi cao trên kia kìa mọi người thấy không? Có người ta đang đi bộ trên múc 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 trên ngọn núi luôn kìa. Quá trời người đi bộ lên đó luôn á. Yeah. Trời người ta leo núi quá chừng luôn. Nhưng mà bây giờ có Chi Chi đâu đi được đâu. Chi mà nó đi một chút xíu rồi nó mệt. Mà đi lên núi mà cổng lên núi thì rất là mệt luôn, không đi nổi. Ở đây có quán cà phê dễ thương quá. Ngồi ngoài đây phơi nắng uống cà phê. Chim hót líu lo thích thôi. Hôm nay trời nắng là mọi người thích ngồi ngoài phơi nắng.
Mình mặc dù là da mình ngâm sáng ra mình cũng đã sức hết mấy lớp kem chống nắng rồi đó mọi người. Quán cà phê đây dễ thương. Thôi đi con. Ok. Đi xuống đây kiếm rồi ba kiếm cho. Ở đây nhà đây thấp. Ở những cái ngôi làng ở đây chắc cũng lâu dữ lắm rồi, tại vì mình thấy ở trên cái bức tường này mọi người thấy không? Cái bức tường người ta làm bằng đá đó, mà đá có nhiều tảng đá rất là to luôn. Nhà này thì chắc chắn ha, trải qua cả ngàn năm vẫn còn đứng sừng sững luôn á. Honey, what do you think about the village here? The house seems maybe very old, right? Yeah, very old and probably very small as well, babe. Yeah. Nhà nhỏ nhỏ thôi. Thấp quá. Probably mostly for elderly people or people who are retired. Mm. Okay. Oh. Actually, I got you slowly. Chị đi cầu, chị nói là đi cầu. Cầu cây. À mọi người, thì bây giờ mình đã đi đến một cái thị trấn kế bên chỗ lúc nãy. Ở đây gọi là Ba Lạc. Ba Lạc hả Ní? Ba Lạc. Yeah, Ba Lạc. Cái tên gì mà khó kêu quá à. Thị trấn này thì có cái bến tàu ở dưới đây nè mọi người. Bây giờ mình sẽ đi dạo xuống đây, mình ngắm cảnh ở dưới đây nha. Cũng có nhiều shop nữa. Một chút mình sẽ tìm một cái siêu thị nào để mua đồ về làm đồ nướng. Công nhận trời trong xanh đẹp ghê luôn á. Cái bến tàu ở dưới đây thì mình mua vé xong rồi mình đi, người ta sẽ chở mình đi đi lên đi xuống cái sông này nè. Hello Chi. Chi. Hello. Có nguyên một cái băng ghế đó, ở dưới nước luôn nè mọi người. Cái băng ghế công viên nè, không biết ai dục ở dưới nước luôn, trôi nó dính ở dưới sông nè. Ôi ở đằng kia có chiếc tàu nó bị chìm, đằng kia nữa kìa. Chiếc tàu nó bị chìm ngay chỗ gần cái con vịt đó, nó bơi á. Mấy cái chiếc tàu này nhìn nó cũ ghê đó mọi người. Nó đóng riêu, đóng rong hết trơn rồi nè. Không biết còn chạy được không. Yeah. I haven't moved in a long time by the condition of the boat. Okay. Look, see the cover. Yeah. It's been there for years and left. Nhìn nó cũ kỹ ha. People didn't want to use them no more. They're just dead. The boat's all dead. Most of them are. Some of them are on that side, like that one over there. They're still moving. But I'm not this guy again. Really? He grabbed me at the wall. Giờ mình đi lên cầu rồi mọi người. Mình sẽ đi... lúc nãy mình đi bộ dưới đó. Bây giờ mình sẽ đi qua bên đây. Mình đi vô thị trấn coi có cái gì trong trấn này không nha mọi người. Ở giữa sông có cái đường này để cho người ta đi ra tàu á, tàu đậu dưới đây nè mọi người thấy không? Hai các bạn, thì cái thị trấn này cũng hơi nhỏ cho nên là siêu thị cũng nhỏ luôn, không có bán đủ đồ để mình làm đồ nướng các bạn. Cho nên mình sẽ đi qua cái trấn tiếp theo. Cảm ơn các bạn đã xem video đến đây nha. Hẹn gặp lại mọi người vào những video tiếp theo. Nhớ tặng mình một like và đăng ký kênh nha. Và bấm chuông để đón xem những video tiếp theo. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại. Bye bye. They got the shop there, right? Yeah, but that one, you won't have fish and stuff like that.